Chào các bạn, chúng ta giải vòng số 2, viên bích của khối lớp 8. Thêm x thỏa mãn điều này, x bình trừ x bình là hết. Như vậy là còn là trừ 6x trừ 3 bằng 0. Thì x sẽ bằng 0,5 em. Trừ 0,5. Thay vô thôi. Mũ lẻ là bằng trừ 1 hết. Trừ 1 cộng 1 là hết. Thì còn trừ 3. Hình thang cân. Chúng vẽ hình nhanh. ABCD, AB song song CD. Góc A bằng 80. Như vậy góc C sẽ bằng 120. À xin lỗi, 100. A bằng 80 thì D bằng 100. Góc trong cùng phía mà D là bằng C, hình thang cân. Cho bốn số, số sau hơn số trước là 2. Hiệu của tích hai số giữa với tích hai số cuối. Số sau hơn số trước là 2. Hiệu của tích hai số giữa với tích hai số cuối. Các em làm cái phép trừ này là các em hiểu thôi. Giờ mình có x nè, x cộng 2 nè, x cộng 4 nè, x cộng 8 nè, x lỗi cộng 6. Rồi giờ các em lấy hai số giữa nhân nhau rồi trừ cho số đầu số cuối nhân nhau. X cộng 2, x cộng 4 trừ cho x nhân cho x cộng 6. Các em cứ khai triển ra đi, đa thức nhân đa thức trừ đơn thức nhân đa thức là cuối cùng bằng 8 ha. ABCD góc C cộng góc D bằng 210. Tứ giác ABCD này. Vẽ hình nha. Y là giao điểm phân giác góc A. Và phân giác góc B. Bài cũng dễ thôi. Nghe cho rõ là kìa. Góc C cộng D bằng 210. Thì góc A cộng góc B sẽ bằng 360 trừ 210 là bằng 150. Nguyên góc A cộng nguyên góc B bằng 150. Thì nửa góc A cộng nửa góc B sẽ bằng 75. Như vậy góc AIB sẽ bằng 180 trừ 75 bằng 105. Hình như là mình đọc đề chưa kỹ ha. Em coi lại đề nha. Rồi bài này. Sai một câu để tìm một câu mới cũng được.
mũ n cộng 1 x mũ n trừ 2. Các em nhân vô thôi, đa thức nhân đa thức này, còn này đơn thức nhân đa thức là nó sẽ ra kết quả thôi. Nhân thử nha. X mũ 2n trừ cho 2x mũ n cộng cho x mũ n trừ 2 trừ cho x mũ 2n. X mũ n trừ 3 nhân x mũ n cộng 3 là x mũ 2n đó. Rồi cộng cho x mũ n cộng 2018. X mũ 2n trừ x mũ 2n là hết nè. Rồi 2 x mũ n trừ 2 x mũ n cũng hết luôn, thì còn 2018 nữa. Ủa là sai ta? Rồi không sao, các em lại được thêm một cái đề nữa. Các em nhân lại nha, nhân lại, chắc là nhân sót chỗ nào đây. Cái đề cũ là gì nhỉ? A trừ 2 nữa nè, xin lỗi nha, nó phải bằng 2016 em. Hồi nãy mình quên trừ cho 2 à, rồi rút kinh nghiệm em nhé, đừng có vội quá, vội vàng quá mà sai đó. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Bây giờ ba số tự nhiên liên tiếp là x nè, x cộng 1 nè, và x cộng 2 nè. Tích hai số đầu nhỏ hơn tích hai số sau. Tích hai số sau là x cộng 1, x cộng 2. Tích hai số đầu là x nhân x cộng 1. Tích hai số sau lớn hơn tích hai số đầu 50. Vậy tích hai số sau trừ đi là ra 50. Trừ tích hai số đầu ra 50 ha. Rồi kem giải cái bài này thôi. X sẽ bằng 24. Như vậy số nhỏ nhất sẽ là 24. Các thử lại nha. 24, 25, 26. Vậy các em lấy 25 nhân 26 trừ cho 24 nhân 25. Đúng 50 luôn. Tìm cặp bằng nhau. Rồi, tìm cặp bằng nhau. 3 mũ 7 chia cho 2, 4, 3 là bằng 9 nha. Hai này đi với nhau ha. Đây, trừ 5 mũ 3 thì sẽ bằng trừ 1, 25. Quá dễ dàng. Nghiệm đa thức này là cái số x mà làm cho đa thức này có giá trị thay vô bằng 0, chính là 12. Rồi giá trị nhỏ nhất của anh bạn này sẽ bằng 14, bởi vì cái lượng bên cạnh là không âm nè. Bình phương là không âm nhân 3 là số dương cũng không âm. Không âm cộng 14 thì bé nhất bằng 14 nha. Tiếp tục. Cái này là 9 trừ 7 cộng 8 là bằng 10. 10 thì đi với 10. Rồi. Số x âm. Các em tự giải này ra và chọn kết quả âm, nó sẽ bằng âm 20 ha. Âm 20. Cái này các em khai triển đơn nhân đa ra, cộng trừ lại nó sẽ bằng âm 100. Hai cái này đi với nhau. Số tự do của đa thức này thì ai cũng thấy là số 5 nè.
Rồi giờ chỉ còn vài cái này thôi ha. Cái này kem rút gọn ra. Gọn ra hai cái này đi với nhau nè. Rồi số dư thì chắc chắn đi cái này rồi. Hình như đề vòng 2 có vẻ dễ ha. Tổng gác góc tứ giác 360. Hệ số là 4 phần 3 nhân 3 phần 2 là thành 4 phần 2 là thành 2. Rồi vẽ hình nhanh nha. ABCD. A là 103, B là 105. Góc ngoài tại C là 108 thì góc trong tại C là 72. Như vậy góc D là kem lấy 360 trừ cho 103 trừ 105 bằng 152. À, trừ cho 72 nữa chứ. 80 em. Vậy ta đang đi băng băng tới kho báu ha. Hệ số của x bình phương là 3x nhân 4x nè. Là thành 12x bình phương, rồi chỗ này nữa trừ 2x bình phương nữa là thành 10. 10x bình phương đó là hệ số. Hệ số là bằng 10. Rồi. Cho hình thang vuông. Này ta vẽ cái hình để cho nó dễ hiểu. Hình thang vuông. Thầy vẽ đại đây nha. Bây giờ mà vẽ kỹ càng nữa thời gian đâu mà vẽ. Hình thang vuông nè. BCD. Trong đó góc A góc D 90 đúng rồi nè. DC thì gấp đôi AB. DC này gấp đôi AB. Như vậy là AB một phần còn DC là hai phần đó các. Và bằng luôn BC nữa hả? Bằng luôn BC nữa cơ. ABCD, A góc D 90 độ. DC thì gấp đôi AB và bằng BC. DC bằng BC. Giờ phải kéo nữa kìa. À, DC là bằng BC ha. Tính góc ABC. À, tính góc này. Giờ các em muốn tính góc ABC. Giờ các em tính góc C là. Tính góc C là. Rồi giờ từ từ B thì kẻ vuông góc xuống. Thì các em thấy dễ dàng là AB sẽ bằng DE đúng không? Như vậy là EC bằng DE bằng AB luôn. Hai phần này bằng nhau nè. Bởi vì DC gấp đôi AB mà. Rồi. EC thì bằng nửa DC mà DC lại bằng BC các em nhé. Như vậy là EC sẽ bằng nửa nửa BC. Các em xét cái tam giác vuông này nè. Tam giác vuông BEC thì có cạnh huyền BC gấp đôi cạnh EC. Như vậy đó là nửa của tam giác đều.
nửa cân nhắc đều. Có cạnh là BC, EC là nửa cạnh, còn BE là đường cao đó. Như vậy góc C là sẽ bằng 60 độ. Góc C 60 độ thì góc B sẽ bằng 120 độ ha. Nửa tam giác đều thì lớp 7 thì dạy nhiều rồi nha. Tam giác vuông có góc 60 hoặc là tam giác vuông có góc 30 là nửa tam giác đều. Mình còn dư thời gian, mình đi dở các câu khác coi. Tứ giác ABCD có tổng 3 góc ngoài. Thì các em sẽ tính tổng 3 góc trong rồi trừ đi thôi. Đây. Tổng 3 góc ngoài. Bây giờ tại A, tại B, tại C thì tổng 3 góc ngoài, tổng 3 góc trong luôn thì sẽ bằng 108 cộng 108 cộng 108, tức là tổng 6 góc đó bằng 540. Thì trong đó có 2 góc trong ngoài cộng lại ha. A trong cộng A ngoài cộng B trong cộng B ngoài cộng C trong cộng C ngoài là bằng 540. Mà 3 góc ABC ngoài là bằng 300 rồi. Thì 3 góc ABC trong cộng lại sẽ bằng 240. Như vậy góc D sẽ bằng 360 trừ 240 thì góc D trong sẽ bằng 120. Rồi tiếp tục. Trần thang ABCD. AD là đáy lớn. AD là đáy lớn ha. BC là đáy nhỏ thì thầy quay BC lên trên đi. Đường chéo AC vuông góc với CD. Đây. Góc BAC bằng CD. BAC BAC là góc hai gạch này bằng góc CAD. Rồi hình thang ABCD có AD là đáy lớn, đường chéo AC vuông góc CD, rồi góc BAC bằng góc CAD. Vậy đây là phân giác này, chu vi hình thang là 20, góc D bằng 60 độ. Sẽ nhiều giả thiết vậy. 60 độ, 60 độ tính AD. Nếu mà đây là bằng 60 á thì đây sẽ bằng 30 á. Đây 30 nè. Với tam giác vuông, góc này 60, đây 30, mà đây 30 thì đây cũng 30 luôn. Mà đây 30, đây 30 thì đây là thành 60. Và đây hình thang cân ấy không? Đó thành hình thang cân. Hai góc ở đấy bằng nhau rồi. Rồi. Chu vi hình thang là 20 vậy cộng AB, BC, CD và AD bằng 20 đó. Giờ mình tính AD là tính AD. Tính muốn tính AD thì từ C các em gãy vuông góc xuống đi. Từ B các em gãy vuông góc xuống đi. Rồi. Như vậy bây giờ mình sẽ có gì? Mình sẽ có là góc vuông nè. Góc vuông nè. Đó. Giờ các em lại có hai cái nửa tam giác đều nè. Này thì đặt tên là F đi. Này thì đặt tên là G đi. Tam giác CFD là vuông có góc 60. Vậy là nửa tam giác đều đó. Vậy nếu thầy gọi FD là X, nếu thầy gọi FD là XD ha,
thì CD sẽ là 2x nửa tam giác đều. Tam giác CFD vuông ở F có góc đều 60 độ, như vậy nó là nửa tam giác đều có cạnh nguyên vẹn là CD. FD là nửa cạnh, còn CF là đường cao. Như vậy tương tự, bên này là 2x nè, bên này là x nè. Đó. Còn GF thầy tạm gọi là Y đi. Y đi. À. Thì các em dễ dàng thấy được là BC cũng bằng Y, hình chữ nhật mà. Đây hình chữ nhật nè. Rồi giờ mình cộng lại. Mình cộng hết lại. Dùng cái giả thiết chu vi 20 rồi. Là mình sẽ có gì? X cộng y cộng x là cạnh dưới đó. X cộng y cộng x cộng cho hai cạnh hai bên là 2x cộng 2x là 4x. Rồi cộng cho trên cùng nữa là y nữa là bằng 20. Chu vi đang bằng 20 mà. Rồi giờ mình đơn giản tiếp. X cộng x cộng 4x là thành 6x. Rồi y y cộng y là thành 2y ha. 6x cộng 2y bằng 3, bằng 20. Từ đây các em chia chia 2 vế cho 2 thì các em có 3x cộng y thì bằng 20. Đó. Chưa xong. Giờ các em lại tiếp tục làm việc. Các em chú ý tiếp nè, tam giác ACD. Tam giác ACD cũng là tam giác vuông ở C và có góc đều 60 độ, vậy cũng là nửa tam giác đều các em. Tam giác ACD là nửa tam giác đều có cạnh nguyên vẹn là AD nè. Còn CD là nửa cạnh ha. AC là đường cao đó. Như vậy cạnh AD sẽ gấp đôi cạnh CD đó. Như vậy ta có thêm một dữ kiện nữa là X cộng Y cộng X. X cộng Y cộng X thì bằng 2 nhân 2X. Tức là gì? Tức là nó sẽ bằng 4X đó. X cộng Y cộng 2X tức là 2x cộng y sẽ bằng 4x. Ta thu được khá nhiều công thức. Rồi. 2x cộng y bằng 4x thì y sẽ bằng 2x. À, trên này các em suy ra là y sẽ bằng 20 trừ 3x. Rồi giờ mình bắt cầu thôi, bắt cầu nha. Vậy y sẽ bằng 20 trừ 3x trừ y bằng 2x nữa. Vậy 20 trừ 3x sẽ bằng 2x. Hay nói cách khác là giải phương trình, giải cái bài toán tìm x này, các em sẽ ra x bằng 4. X mà bằng 4 rồi thì y sẽ bằng 20 trừ 3 nhân 4 là bằng 8 ha. À. X bằng 4 bằng 8. AD sẽ bằng 2x, tức là 4 cộng 4 và cộng y nữa, 44 là 8, 8 cộng 8 là 16 các em nhé. 16. Ồ, sai rồi. Các em coi lại coi nguyên nhân sai tại sao. Người ta bắt tính gì? Tính AD phải không? Người ta bắt tính gì nhỉ? Tính AD đúng không? Các em coi lại ha. X cộng Y cộng X là gấp đôi cạnh này là thành 4X nè. 2X cộng y bằng 4x rồi, ok. Vậy là y sẽ bằng 2x.
mà y lại bằng 20 trừ 3 trên này nữa thì đúng rồi. 20 chia 5 4, x bằng 4. Y bằng 8. 4 đây là 10 ghê, trời đất. Mình chia mà không chia chỗ này. Lỗi sai của mình đây kìa. Đây kìa. 6 x chia đôi là 3x, 2 chia đôi là 2 là 1y, còn 20 chia đôi là 10. Vậy chỗ này bằng 10 ghê nhá. Đây là 10. 10 trừ 3x. Và x sẽ bằng 2. X bằng 2 thì y bằng 4 ghê. X bằng 2, y bằng 4. Vậy cuối cùng là chu vi á, chu vi nó ra là x cộng y cộng x, tức là 2 cộng 4 cộng 2 là bằng 8. 8 nha. Rồi các em rút kinh nghiệm ha. Tính toán từ từ, cứ từ từ cẩn thận. Với lại cũng hơi ồn ha. Em thấy nãy giờ cũng hơi ồn cho nên là ảnh hưởng suy nghĩ. 8 các em nhé. Rồi tạm biệt các em nhớ chia sẻ cái kênh này rộng rãi để kiến thức được lan tỏa ha. Rồi chào các em.